Cái lúc mà anh Tấn Hưng nhận lời tham gia vào chương trình của mình thì mình cảm thấy rất là vinh dự và rất là vui, bởi vì là được một ca sĩ mà mình yêu thích lại tham gia vào trong một cái chương trình của mình. Nhưng mà lần mà được gặp anh ấy ngoài đời và anh ấy ngồi làm khán giả cho mình, cảm thấy rất là áp lực, bởi vì anh ấy là một người đôi mắt rất là nguy hiểm. Cho nên là mình cảm thấy như là mỗi một cái tiết mục gì diễn là anh ấy đều có thể tìm hiểu ra được. Nhưng mà cũng thật là may mắn, bởi vì trong cái chương trình ngày hôm đấy thì Vi đã thực hiện nó chót lọt. Và các bạn biết không, đó là một trong những cái tiết mục hay nhất mà Vi đã từng được biểu diễn. Và cái tiết mục đấy Vi đã sử dụng một cái vật dụng có điều kiện nhất trên thế giới này, đó chính là khói. Đó, thì khi mà chúng ta thực hiện ảo thuật đường phố thì chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều cái đồ vật khác, chẳng hạn như là bộ bài này, như là đồng xu này, nhưng mà chắc hẳn là ít ai sử dụng khói. Đó, bây giờ ví dụ cho các bạn xem một tiết mục về sử dụng khói. Chẳng hạn như các bạn có thể nhìn thấy ở đây là Di cũng quay diễn thông thường này. Mà Di nói từ nãy cho anh chắc chắn là trong miệng Di là không có cái gì cả. À, đó. Và bây giờ Di sẽ biểu diễn để cho khói từ trong quay diễn này bắt đầu bay và truyền qua cơ thể của mình, bắt đầu đi miệng. Các bạn hãy xem nhé. Đó, nó rất là đơn giản thôi, bởi vì đây là cơ thể mà. Nhưng mà trong chương trình này thì Di đã có thể điều khiển khói nó bay vào trong một cái cốc trong suốt đã được đậy kín. Trong chương trình ngày hôm nay thì khách mời của chúng ta là ban nhạc Quả Dưa Hấu. Và ở đây các anh có hút thuốc bao giờ không ạ? Không không, có anh Tú. À, có anh Tú hút ạ? Anh không hút, có anh Văn hút. À, thế. Ok, vậy thì chắc là ở đây thì có hình ảnh thì chắc là các anh sẽ không hút đâu. Nhưng bây giờ em xin phép được lấy cái bao thuốc này ra và giới thiệu với các anh một tiết mục thuật sử dụng cái điếu thuốc lá này. Và sâu hơn một chút nữa, đó là sẽ sử dụng đến khói thuốc. Rất là nhiều khói. Và ảo thuật đường phố thì không cần phải có quá nhiều đạo cụ, mà chỉ riêng những cái làn khói này nó cũng đã là đạo cụ ảo thuật rồi. Vậy thì anh Tuấn Hưng có thể kiểm tra cho em xem là ở đây là có mấy cái cốc không? Anh có thể kiểm tra cho em xem cốc này có vấn đề gì không? Nó có vấn đề là nó có bị thủng đáy hay là nó chuẩn bị sẵn hay có vấn đề gì không? Hay là có vấn đề gì không? Không. Không ạ? Ok. Và ở đây có một cái giá. Anh cũng có thể xem cho em xem cái giá này có vấn đề gì không? Không vấn đề gì đúng không ạ? Ok. Bây giờ em sẽ dùng phép màu của em làm một cái tiết mục ảo thuật với khói này. Chui bên trong quái cốc. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Di sẽ giới thiệu với các bạn một tiết mục ảo thuật sử dụng cái điếu thuốc lá này. Đây là một cái tiết mục ảo thuật đòi hỏi rất là nhiều kỹ thuật, cho nên chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để rèn luyện nó nhé. Bây giờ Di sẽ cho cái điếu thuốc lá này vào trong tay trái và làm cho nó biến mất. Lại xuất hiện một lần nữa. Cầm vào trong tay này, thổi, làm biến mất và xuất hiện ở tay phải. Vậy thì bằng cách nào để thực hiện được tiết mục ảo thuật này? Ngay sau đây thôi, chúng ta sẽ được giải đáp. Cảm ơn các bạn.
bây giờ là đến phần hướng dẫn của tiết mục ảo thuật này. Để thực hiện tiết mục ảo thuật này thì các bạn cần phải sử dụng một điếu thuốc lá. Đó. Kỹ thuật là như thế này. Chúng ta sẽ sử dụng ngón giữa của tay phải. Chúng ta đẩy cái điếu thuốc lá này vào. Đó. Và cái ngón tất cả các ngón tay trái chúng ta sẽ chụm vào như thế này. Chụm vào cái điếu thuốc lá. Chúng ta sẽ đẩy nó vào. Sau đó, chúng ta sẽ dùng ngón tay co cái này lên để cho nó đi qua được bên tay phải như thế này. Sau tay này chúng ta sẽ nắm vào cho nó biến mất. Đó. Vậy làm lại từ đằng trước. Đó. Từ đằng sau. Đó, bây giờ điều thuốc lá nó nằm dọc ngón tay và lòng bàn tay. Được chưa? Sau đó, sau khi chúng ta cho người ta nhìn thấy cái tay trái của chúng ta đã biến mất, chúng ta sẽ để cái điếu thuốc vào lòng bàn tay này và chúng ta xoay ngược cái tay trái lại và dùng ngón cái để đẩy cái điếu thuốc lá lên như thế này. Đó. Thì cái động tác là như thế này. Cho vào. Xoay này. Sau này, cái lúc mà chúng ta dùng ngón này đẩy lên thì cái tay của chúng ta cũng từ từ ấn xuống sẽ tạo ra hiệu ứng rất là đẹp. Đó. Tiếp tục, chúng ta lại cầm lại điếu thuốc và chúng ta cũng đẩy lại một lần nữa. Đó. Sau đó chúng ta sẽ xoay người. Chúng ta sẽ dùng ngón út để chúng ta chạm vào cái phần đầu của cái điếu thuốc lá. Sau đó chúng ta sẽ đẩy cái điếu thuốc lá nó vào. Và cái điếu thuốc lá nó sẽ một đầu của nó ngâm ở ngón tay cái và một đầu là ngón út. Ngón cái của tay phải này và ngón út của tay trái. Đó, như thế này. Nó giả vờ chúng ta cầm, nhưng thực sự chúng ta đẩy nó vào và cho nó xoay để cho nó nằm ở đây. Đây, động tác chính xác là như thế này. Đó. Đây. Ấn vào. Giả vờ như nắm. Lúc đấy thì cái điếu thuốc nó đã nằm ở đây. Đó, dọc ngón tay cái. Thổi và làm nó biến mất. Sau đó, các cái ngón tay chúng ta hãy cố gắng càng mềm càng tốt. Chúng ta sẽ nắm cái điếu thuốc bằng ngón cái và ngón trỏ. Và chúng ta dùng ngón giữa để đẩy cái điếu thuốc văng ra như thế này. Ok, tôi làm lại một lần nữa. Đi lên này. Thu về, nắm lại, thổi. Cho nó văng ra. Đó. Và đến tiết mục này đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn. Vậy là trong chương trình ngày hôm nay thì Di đã hướng dẫn được cho các bạn một cái tiết mục ảo thuật sử dụng điếu thuốc. Điếu thuốc lá này là một vật mà các bạn có thể tìm được ở bất cứ nơi đâu, nhưng tốt nhất là các bạn không đi hút thuốc lá đâu, bởi vì hút thuốc lá thì không có lợi cho sức khỏe. Di chúc tất cả các bạn thành công đối với tiết mục ảo thuật này và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Chào các bạn.